tại sao mày dám lấy tiền của tao? Con mày lấy tiền của tao mày cho ai? Nói nè, con bộ vô mánh ha. Mấy mày làm gì vậy? Giữa ban mặt mà cướp tiền của người ta vậy hả? Cướp chứ công an bắt tụi mày à? Tôi thách ông kêu đó, ông kêu thử coi. Đáng. Tại sao mày dám lấy tiền của tao? Con mày lấy tiền của tao mày cho ai? Nói. Con không có lấy tiền của mẹ. Mẹ nói gì con không hiểu. Không có hả? Bây giờ mày còn chối cãi nữa hả? Hồi trước giờ trong cái nhà này đâu có chuyện này xảy ra. Từ ngày mày về bây giờ, hôm nay tao mất tiền là sao? Hả? Con không biết mẹ ơi. Mẹ để tiền ở đâu con còn không biết nữa mà sao mà con lấy được? Bây giờ làm sao? Không chịu nhận đúng không? Mày không chịu nhận tao đánh chừng nào mày khai thôi. Mẹ ơi, con không có mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Bà bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi, từ từ nói. Buông tôi ra coi. Con có khó khăn gì á thì nói với mẹ chồng tiếp. Chứ con làm vậy kỳ lắm. Thôi lỡ rồi, có lấy thì trả lợi cho mẹ chồng con đi. Không mới giận mới quánh con chết à. Con thề, nếu như mà con lấy tiền của mẹ, con ra đường xe tông con chết. Con không có lấy mà mẹ. Thôi được rồi, tao nói cho mày biết. Mày mà để tao tìm thấy chứng cứ mày trộm tiền của tao, mày đừng có trách tao nghe chưa. Tao lấy con chuyện với tao. Thôi bà, mày... bỏ đi. Thôi con bình tĩnh đi, không có sao đâu. Để ba vô nói chuyện với bà nghe. Ôi lâu quá mới gặp anh á, nhớ anh muốn chết luôn. Anh ơi, sắp tới liệu trình chăm sóc da mặt của em á tuần tới rồi mà bây giờ em chưa có tiền. Hôm nay anh có tiền cho em đi xì ba, đi thẩm mỹ viện luôn. Nhưng em phải chiều anh nghe, em chiều anh đi, muốn bị nhiều cũng có nè. Điên rồi. Nè, nhiều đủ không? Dạ đủ rồi anh yêu. Cưng. Nè, con bộ vô mánh ha. Mấy mày làm gì vậy? Giữa ban mặt mà cướp tiền của người ta vậy hả? Cướp chứ công an bắt tụi mày à? Ông già gần. Tôi thách ông kêu đó, ông kêu thử coi. Đáng. Thôi. Tính đi đâu? Đang hết tiền của cho tao rồi mà tính vậy đi đâu? Hả? Chẳng qua ba mày á mê gái thì đương nhiên muốn gái đẹp là phải có tiền thôi. Tao đâu có mê gì ổng đâu, chỉ là mê tiền của ổng thôi. Bây giờ tao không cần ổng nữa, tao trả ổng về gia đình tụi bay đó. Mày đứng lại đó, tao xử mày sao? Đó, ông thấy chưa? Già đầu hai thứ tóc rồi mà còn ngu, để cho gái trẻ nó dụ. Thấy rõ bộ mặt nó chưa? Nó có thương yêu gì ông đâu, nó chỉ lợi dụng ông để lấy tiền thôi. Bà ơi, tại tôi nhất thời thôi, cho có chút đỉnh chứ có nhiêu đâu, bà làm vậy lớn chuyện không hay đâu. Chút đỉnh hả? Ông nói ông cho nhiêu đó mà chút đỉnh hả? Ông bòn rút tiền của tôi bao nhiêu lần rồi, ông cho nó bao nhiêu lần rồi? Ông ở nhà ông đối xử với tôi sao? Ông không chăm lo nhà cửa gì hết, ông bỏ bê tôi, bỏ bê công việc rồi ông đi ra đường sao? Ông gái gú, ông đối xử với nó như thế nào? Ông chiều chuộng nâng niu nó, thương yêu nó, hứa này hứa nọ, mua nhà mua xe, còn cho tiền đi xì ba xì biết rồi nữa ha. Như vậy hay quá ha. Ông làm như những cái chuyện ông làm á, tôi không biết vậy đó. Anh này, ôi ôm ấp cái gì ở đây, đang nơi công cộng. Chỗ này chẳng que có ai đâu, cả tuần rồi không gặp, nhớ muốn chết luôn á. Cho miếng lấy hơi đi. Không, anh á lúc nào á hả cũng muốn ôm muốn ấp hết trơn á, chịu chơi mà không có chịu chi gì hết trơn. Hay là anh hạnh phúc với con vợ già của anh rồi, quên tôi luôn rồi đúng không? Nè, gán cho anh ít bữa nữa đi. Anh có khi nào mà tiếc với em đâu. Bà vợ già đó là máy rút tiền của anh với em đó nha. Gán ít bữa nha. Bà bán đợt hàng xong rồi á, bà có tiền anh rút mớ đưa cho em. Chịu không? Anh nhớ đó nha. Hôm nay á, tôi cho tụi nó đánh ông như vậy á là nhẹ đó. Còn nếu không á hả, tôi cho ông về chầu ông bà rồi. Tôi sống với ông như thế nào? Tôi đối xử với ông sao mà ông đối xử với tôi vậy hả? Bài đặt ra đường trà xanh gái gú nữa. Ông nhìn đi, nó đáng tuổi con tuổi cháu ông đó. Bà, tôi xin lỗi đi bà. Tôi ham vui chút thôi, chứ tôi chỉ có một mình bà ha. Bà bỏ qua cho tôi nghe, tôi xin lỗi bà. Xin lỗi hả? Ông dám lấy tiền của tôi đi cho gái, rồi ông đổ thừa cho con dâu của tôi.
làm tôi đánh nó một trận quá trời quá đất như vậy đó. Ông làm như vậy mà ông coi được hả? Còn mày nữa, mày giật chồng người khác, mày xen vô hạnh phúc gia can của người khác mà mày còn lên mặt nữa hả? Được, hôm nay tao sẽ cho mày một trận, để sau này á mày làm người, chứ mày không làm con giáp thứ 13 nữa. Đập nó! Giữ nó chứ chị. Thôi bỏ đi cứ thôi. Ê, thôi. Buông nó đi. Bà ơi. Con giáp 13 nè. Ai dạ. Hay con giáp